Cao Hiền Audio xin kính chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024. Em Hiền xin phép lên sóng cho tất cả các bác các loại súp chơi karaoke gia đình, các loại súp chơi à, thiết bị nghe nhạc và ngày hôm nay tất cả các bác chúng ta sẽ quan sát thấy này, 1 2 3 4 5 6 7 và còn nhiều chủng loại nữa. Rất mong tất cả các bác chúng ta nán lại một đôi chút để em Hiền giới thiệu cũng như là để cho tất cả các bác với giá cực kỳ là tốt luôn các bạn nha à, Rất tốt luôn Anh em ai đang có nhu cầu nâng cấp những bộ dàn âm thanh để cho có một chất âm nó uy lực hơn Nó mạnh mẽ hơn và tiếng bác nó sâu thẳm hơn Thì các bác hãy xem video này Bởi vì sự lựa chọn của tất cả các bác đó chính là một niềm vinh hạnh Để bên kênh Youtube Cao Hiền Audio sẽ phục vụ tất cả các bác được nhiều sản phẩm hơn nữa và đây cũng chính là một nguồn độc lực, lực rất là lớn để em Hiền sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn. Đấy, và rất mong tất cả các bác chúng ta xem video. Uh, cố gắng đừng tua qua, chúng ta xem xét thật kỹ, mua cũng được, không mua không sao. Nhưng đây chính là một món quà tinh thần để dành tặng cho bên kênh YouTube Cao Hiền Audio các bác nha. Đầu like đó là gì? Một sản phẩm đầu tiên đó chính là một chiếc súp gm Paradis GM nó là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của USA các bác nhá. Con này của nó các bác này, bát còn cực kỳ là đẹp luôn. Anh em nhìn thấy không? Bát rất đẹp luôn các bác ạ. Thùng vách của nó còn sạch sẽ các bác nhá. Thùng vách sạch sẽ, hàng bãi mà. Nói chung là nó sẽ không thể nào được như mới nhưng hình thức còn đẹp các bạn. Đây, y càng của nó đây. Đấy, các bác nhìn bát nhá, con này của nó là bát 20 nhưng mà đánh uy lực lắm luôn các bác nhá. cố gắng tránh mấy camera đây em ơi. Cười trần. các bác nhìn thấy không? Đẹp không? ok chưa đấy đấu ai căng vào là nó là paradise gm đấy quá ok và quá ổn áp luôn con này của nó là hàng xịn sò luôn các bác nhá đánh hay lắm con này thì em thanh lý cho các bác với giá chỉ có 2 triệu 500 nghìn đồng thôi Paradise GM PDR Series Con này của nó có nút nhá Anh em thọ đang cần, uh, uh, bỏ ra lâu chùi quên lắp vào Đấy, Đây là đường vào đây Đây là pa Power On Off này đây là phây này thấy chưa đây là đào pha con này của nó hai lỗ các bác có thể kết hợp chơi karaoke các bác có thể chơi uh, trong uh, phân khúc gia đình nghe nhạc cực kỳ là hay chỗ này của nó là hơi cấn một tí các bác nha nhưng mà anh em thọ là chấm sơn đẹp hết rồi con này bình thường các bác mua là phải 3 triệu rưỡi đi 4 triệu em để cho các bác một con súp xịn Paradis GM của Mỹ đây, với mức giá mã số 1 2 triệu 500 nghìn đồng Đấy, oánh cực kỳ hay rất là bạo lực luôn các bác nha mã số 1 đẩy lại ủy lệ sau em ơi. Mã số 2 em lên cho bác một con này GM Audio một dòng sub 3 bát. Dòng này của nó thì các bác biết rồi, bát của nó là bát 25 thôi. GM đấy, nó là một thương hiệu đến từ Morgan Show, một thương hiệu cũng là của Mỹ các bác nhá. Đấy. Nó có một bát uh, cộng hưởng bên này, một bát cộng hưởng bên này và một bát chính ở đằng trước. Rất nhiều bác có những cái comment nhưng mà các bác không hiểu là lý do tại sao người ta lại sử dụng cái công nghệ bát cộng hưởng bởi vì bát cộng hưởng nó sẽ không có lỗ thoát khí các bạn ạ. Nó không có lỗ thông hơi. Đây. Mà lỗ thông hơi nó là một cái điểm mà khi mà các bác chơi nhẹ là cái tiếng bát của nó sẽ không sâu được như những cái loại bát này các bạn nhá. Con này của nó là bát 25. Đó là bát 25. lăm. hai bát cộng hưởng ở hai bên các bác nhìn thấy không? Quá đạt luôn GM này. Con này của nó thì em nói luôn cho tất cả các bác là hình thức còn sạch đẹp có còn duy nhất một quả thôi không có quả thứ hai đâu các bác nhá anh em ai lấy con này này đấy, chạy mạch lát d các bác nhá chạy mạch class lát d đấy, điện đây điện 200 v luôn có quạt gió thông hơi này đây là đường âm thanh vào này thấy không đấy, và đây là đường ao uh, này thấy không quá ổn áp luôn con này thì em để cho các bác này một con duy nhất cho tất cả các bác ai là những người hiểu nó ai là những người biết nó một mức giá cực kỳ thơm thảo luôn một con duy nhất em để cho các bác với giá là 3 triệu 300 nghìn đồng anh em chốt con này lấy luôn cho em hiền một con mã số 2 Đấy, tiếp theo này lên cho các bác một uh, con này Đây. Infinity mã số 3 con này là bát 30 nhá con này có một bát không có hai bát hồi được các bác ạ Infinity thùng vách sạch sẽ luôn các bác ạ con này là bát 30 này anh em nhìn thấy không con này còn nó là do hãng TA Show sản xuất các bác nhá. E căng thì uh, nếu các bác nhìn thấy có những cái nốt cấn này, đó, do vận chuyển này. Nếu như mà các bác muốn đẹp á, các bác mua cho em hiền tầm khoảng 20.000, 15.000 tiền vải. Các bác về các bác các, các căng lại, thích e căng thừa, thích e căng thì cũng được, các bác căng lại cho em hiền. Nếu mà các bác thích em có thể căng lại e căng mới cho các bác cũng được các bác ạ. Con này là bát 30 thùng vách của nó là còn sạch đẹp hết các bác nhá. Đấy cho các bác xem đằng sau đi em. Đấy, con này của nó là bát 30 luôn các bác nhá. Đấy, volume này, cốt này, phây này. Đấy, các bác muốn trái phải này, ok luôn. Đây là những cái đường âm thanh giải uh, uh, nén bằng uh, đường âm thanh vào công suất của nó đây. Con này của nó là do hãng Infinity. Đây, Design USA này, một con duy nhất Infinity. Con này của nó là công suất là đạt cho các bác là 350W nhá, T12 tức là uh, bát uh, uh, 30. Đấy. Công suất hoạt động của nó là, là tiêu thụ điện áp là 250 Còn công suất hoạt động của nó là 350W Đấy Anh em ai lấy con súp 30 này này Em để cho bác với giá này Còn có duy nhất một con thôi Đấy Lấn lô về bát 30 3 triệu 500 nghìn đồng con này Bát 30 các bác nhá Infinity một thương hiệu đến từ USA Y căng của nó đây Anh em ai mà để nguyên cũng được Còn ai mà thích nguyên bản các bác để nguyên em hiền Còn ai mà thích mà Uh, mỹ miều hơn các bác phải có thể tự thay cái vải quan trọng nhất là ruột gan còn đó là còn nét căng đánh bạo lực cái này các bác ghép với loa thì cũng được chơi nhạc cũng được hoặc là các bác sử dụng uh, uh, karaoke Đấy, nghe nhạc sàn Đấy, nghe nhạc uh, ở những cái bộ dàn âm thanh taso ba triệu năm trăm nghìn đồng Đấy. tiếp theo em sẽ lên cho các bác một dòng súp nữa này hai con một con trắng uh, một con đen Đấy, mà nếu mà các bác máu lên em hát bài thà trắng thà đen luôn nhá chúng mình không còn yêu nhau làm chi Barimo <laughs> rimo nha một thương hiệu đến từ italia thấy không con này là thùng màu đen còn con này là thùng màu trắng các bác nhá con này của nó với công nghệ cũng là sản xuất theo như cái thằng hát uh, man ta đừng các bác nhá ba bát đây bẩn này anh em thọ chưa lâu nhá đây là bát này là bẩn các bác nhá Thấy chưa, lau phát đen khít luôn Đấy, y căng, con này của nó là có y căng đằng trước Còn một số dòng là bát chịu lực của nó không có y căng Như con này của nó không có y căng này Đấy, nhưng mà bát của nó bát chịu lực các bạn Đấy, con này của nó cũng vậy Đấy, Hai bát cộng hưởng ở hai bên Đấy, nó cho là một chất âm rất là sâu Và khi các bác nghe nhỏ cũng hay Nghe lớn, nghe cảm giác nó cũng hay Con này của nó là hai à, bát cộng hưởng hai bên Một bát 25 chính Anh em ai thích lấy màu trắng này Thì các bác lấy màu trắng này Ai thích lấy màu đen các bác lấy màu đen này tất cả trước khi gửi đi này. Đấy, là anh em thợ dọn dẹp Đấy, đầy đủ. Đúng không? Dọn dẹp đầy đủ. Còn hàng bãi thì nói thật các bác là không thể tránh được những vấn đề sư sát đâu. Đấy, Barimo một thương hiệu đến từ Italia. Đấy, và mức giá em để cho tất cả các bác nha, một dòng súp 3 bát, một bát chính, hai bát cộng hưởng hai bên. Đấy, người ta gọi là màng rung đấy các bác, màng rung đấy. Nó đánh như loa 30, đánh như loa 40 luôn. Với mức giá ấy, em để cho các bác là 2 triệu 700 nghìn đồng thôi. 2 triệu 7 con này. Đấy, mã số 4 các bác nhá 2 triệu 7. Anh em ai chốt cho em mình con này này. Quả là quá ok các bác ạ. Ai thích con nào các bác lấy cho em mình con đó. Thích lấy màu trắng thì lấy màu trắng nhá Thích lấy màu đen các bác lấy màu đen cho em mình nhá Toàn dòng súp 3 bát thôi. Anh em ai chốt con này thì lấy nè. Đấy, 2 triệu 7 bạc. Rẻ ạ. Ok. Đấy. tiếp theo lên cho bác một con Amada Đấy, Amada nó là cái gì đây con này của nó là con san suy các bác nhá bát và mên vỉ của nó là nhập khẩu của hãng Amada luôn con này của nó cũng không có y căng các bác này nhưng mà bát của nó là bát uh, chịu lực các bác nhá hai bát cộng hưởng hai bên Đấy, một bát chính đằng trước con này của nó cũng đánh uy lực luôn uy lực luôn các bạn âm thanh nó rất là sâu san suy này svk 2 in một này thấy không tức là con này có nó là sử dụng hai bát cộng hưởng đằng trước và một bát chính đằng sau 10 in thấy không 10 in là bát 25 mươi lăm nhá điện áp của nó là hai trăm hai cho đến hai trăm bốn mươi này đấy, con này có nó công suất còn hoạt động cũng là ba trăm năm mươi đấy đi size japan con này có nó là a à, san xui của nhật các bác nhá đấy volume to nhỏ đây cắt cốt này và đây là đường âm thanh vào thùng vách của nó cũng còn sạch sẽ lắm các bạn ạ nói chung còn sạch sẽ con này của nó là đen thùi lùi luôn các bác ơi và em hiền còn đúng duy nhất một con này thôi em để cho các bác với giá giao lưu nhá bình thường bán 3 triệu rưỡi và ngày hôm nay em để cho các bác với giá chỉ có 3 triệu 100 nghìn đồng anh em ai lấy được loại nào ngày hôm nay mưa súp luôn các bác nhá ngày hôm nay là mưa súp luôn rồi em đẩy hết lại anh em ai chốt con nào này đấy mã số 4 này mã số 3 này mã số 2 này mã số 1 này tất cả các bác chúng ta ai chốt đơn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại này À 0936118558 này. 0931218558 này. Các bác chốt đơn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại này cho em Hiền, được không? À, anh em ai xem video thì tặng cho em Hiền xin một like nhá. Ai chưa like thì các bác like cho em Hiền. Ai chưa đăng ký kênh các bác đăng ký kênh uh, cho em Hiền. À, các bác ơi, anh em ai chốt má nào nha tất cả còn sạch còn đẹp nhá. Và thật sự là những con súp này của nó là em Hiền đa dạng lắm, phong phú lắm. Và trong những ngày tới em có những dòng JB, dòng bốt xịn của Mỹ. Các bác ai có nhu cầu chơi những hàng đẳng cấp hơn, đắt tiền hơn. Giá dao động từ 9 cho đến 11, 12 triệu một quả súp. Các bác có thể liên hệ trực tiếp. Và đây là số điện thoại để các bác ơi. Anh em ai chốt đơn liên hệ. Xin chào.